Thập đại dâm tặc háo sắc nhất trong kiếm hiệp Kim Dung. Theo thống kê trong số 15 tác phẩm của tác giả Kim Dung thì miêu tả ước chừng có đến 9.000 tên nhân vật. Ngoại trừ có thập đại cao thủ, thập đại mỹ nhân, thập đại anh hùng thì còn có thập đại sắc quỷ dâm tặc vô cùng. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh giải trí tổng hợp tìm hiểu về kết cục của những người này trong kiếm hiệp Kim Dung. Đầu tiên đó là Âu Dương Khắc. Đây là một nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Âu Dương Khắc được xem như là một tên sắc quỷ có phẩm vị tương đối cao. Âu Dương Khắc vốn chính là nhi tử của Tây Độc Âu Dương Phong, thiếu trang chủ của Bạch Đà Sơn Trang tại Tây Vực, cơ bản có thể nghênh ngang mà đi. Trong nguyên tác là đã viết như sau: Âu Dương Khắc trời sinh háo sắc, bao năm qua thu nạp mỹ nữ ở khắp mọi nơi, thu làm thê thiếp, mà Âu Dương Khắc còn cho là hậu cung của mình còn chất lượng hơn so với Đại Tống Đại Kim. Nếu tỉ mỉ suy nghĩ lại thì tuyệt đối có thể là thật, bởi vì Âu Dương Khắc thu nạp mỹ nữ chính là xem mặt nhìn dáng người. Hoàng đế khả năng còn phải tiến hành những cuộc hôn nhân chính trị, nhưng Âu Dương Khắc thì khác. Theo suy đoán, Âu Dương Khắc ước chừng có hơn 100 vị thê thiếp, nhưng không may Âu Dương Khắc lại mê say sắc đẹp của Hoàng Dung. Đời này của hắn đã làm ra không ít những sự tình gian dâm cướp bóc, duy chỉ có không dám xuống tay với Hoàng Dung. Cũng là bởi vì loại chuyển biến này nên khi Âu Dương Khắc đùa dẫn Mục Niệm Từ đã bị Dương Khang đâm chết. Thứ hai là Vân Trung Hạc. Nói đến Vân Trung Hạc không khỏi là thua kém rất nhiều so với Âu Dương Khắc. Đầu tiên, Vân Trung Hạc dùng mạo khó coi, giọng nói cũng 10 phần khó nghe, cho nên ở mọi tình huống có được nữ nhân hắn đều là sử dụng phương thức ép buộc, thuộc về bá vương ngạnh thượng cung. Quan trọng nhất chính là tên Vân Trung Hạc này chỉ cần trông thấy cô nương xinh đẹp liền nhấc không nổi bước chân, tựa như cưỡng ép chiếm lấy. Lại thêm hắn có tính cách bạo ngược, những mỹ nữ rơi vào trong tay hắn không chỉ có bị thất thân, tính mệnh cũng khả năng khó mà giữ được. Thứ ba là Công Tôn Chỉ. Đây là một nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ. Có thể nói Công Tôn Chỉ không chỉ là một tên cặn bã mà lại tương đối biến thái. Đầu tiên là tên Cửu Thiên Xích, không chỉ có là lão bà mà lại là nửa vị sư phụ, cùng Dương Quá Tiểu Long Nữ có chút giống nhau. Nhưng là Công Tôn Chỉ sau khi thành thân càng ngày càng chán ghét Cửu Thiên Xích. Tại thời điểm mà Cửu Thiên Xích mang thai đã nảy sinh tình cảm với một thị nữ tên là Nhu Nhi. Chuyện này bị Cửu Thiên Xích phát hiện, Cửu Thiên Xích đã đem hai người ném vào bụi hoa tình, cũng hủy đi tất cả giải dược chỉ để lại một viên. Công Tôn Chỉ không nói hai lời liền ra tay giết chết Nhu Nhi, về sau lại thiết kế lừa cho Cửu Thiên Xích uống say quá chén, đã đánh gãy tứ chi của nàng, sau đó ném vào Ngạc Ngư Chi. Từ đó về sau, Công Tôn Chỉ liền đã có thể tự do phát tiết bản tính háo sắc của mình. Thấy được Tiểu Long Nữ liền muốn cưới, bị Dương Quá phá hỏng đại sự. Lúc đào tẩu lại gặp Hoàn Nhan Bình, sắc tâm nổi lên, còn tốt khi Hoàng Dung cũng đuổi tới. Cuối cùng nhất lại gặp Lý Mạc Sầu, nghĩ đến muốn giết chết Cửu Thiên Xích tái giá lấy Lý Mạc Sầu làm vợ. Công Tôn Chỉ là một kẻ chỉ gặp nữ nhân xinh đẹp liền phát sinh dục vọng. Nếu như mọi người cảm thấy như vậy vẫn còn chưa đủ biến thái, thì khi nhìn đến thái độ của hắn đối với nữ nhi Công Tôn Lục Ngạc của mình liền khiến mọi người phải giận sôi. Đầu tiên là đem Công Tôn Lục Ngạc cùng Dương Quá ném vào Ngạc Ngư Trì, phía sau lại đem Công Tôn Lục Ngạc đẩy vào bụi hoa tình, bức Cửu Thiên Xích xuất ra giải dược. Cuối cùng nhất, vì để tránh né táo hạt đinh của Cửu Thiên Xích, đã cầm Công Tôn Lục Ngạc ra làm bia đỡ đạn, dẫn đến Công Tôn Lục Ngạc phải tự sát. Tiếp theo hắn lại tiếp tục sử dụng thi thể của Công Tôn Lục Ngạc để ngăn Cửu Thiên Xích công kích, cuối cùng đã mất mạng ở đoạn trường nhai. Người thứ tư đó chính là Ngọc Trần Tử. Đây là một nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Bích Huyết Kiếm. Người có thể nói chính là một đại dâm tặc. Hắn là kẻ tài cao, gan cũng lớn, so với bất kỳ một tên dâm tặc nào khác cũng đều phách lối bá đạo hơn rất nhiều. Tại phái Hòa Sơn vào ngày đại thọ của trưởng môn thần kiếm tiền viên Mục Nhân Thanh, hắn đã chạy tới để quấy phá. Như vậy cũng coi như chưa đủ, hắn ở trên Hòa Sơn nhìn thấy một nữ nhân liền muốn thu làm nữ đồ đệ. Chỉ là như vậy vẫn còn chưa đủ, hắn thế mà tại trước mắt bao người đối với một đám mỹ nữ động tay động chân. Những hành động to gan như vậy chỉ sợ trên giang hồ còn không có dâm tặc nào khác có dám làm như vậy. Vị thứ năm là Lộc Trượng Khách. Đây chính là một tên dâm tặc xuất hiện trong tác phẩm Ý Thiên Đồ Lam Ký. Phạm Giao đã từng nhận định về Huyền Minh Nhị Lão chính là Lộc Háo Sắc, Hạc Háo Tử. Lộc Trượng Khách tuyệt đối là một tên dâm tặc, bởi vì hắn có gan rất lớn, luôn muốn chiếm đoạt nữ nhân xinh đẹp, ngay cả tiểu thiếp của Nhữ Dương Vương cũng muốn mưu toàn chiếm đoạt để hưởng dụng. Ngoài tính cách dâm ô thì người này cũng có thể tính là thuộc hàng đệ nhất cao thủ trong thời đại Ỷ Thiên. Người thứ sáu là Thang Phái. Có lẽ mọi người mới bắt đầu xem qua tác phẩm Phi Hồ Ngoại Truyện có lẽ vẫn còn có chút hào cảm với nhân vật này.
Thế nhưng sau khi nhìn tới nhìn lui thì nguyên lai gia hỏa này là một tên đại dâm tặc. Lúc ấy, mộ tử của viên y tử chạy nạn trốn tới nhà hắn, hắn thế mà đem người khác cưỡng gian đến chết. Nghĩ đến viên ngân kia bị người ta ôm nhục vốn là cực thảm, còn chính là thân mang theo tiểu hài đang chạy nạn, thang phái còn muốn cưỡng đoạt người khác, đúng là đại dâm tặc không còn nhân tính. Người thứ bảy đó là Thạch Trung Ngọc. Thạch Trung Ngọc là một nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Hiệp Khách Hành, chính xác là một vị thiếu niên rất có triển vọng. Khi chỉ mới bắt đầu khoảng 13-14 tuổi liền muốn cưỡng gian tôn nữ Bạch A Tú của Bạch Tự Tại, trưởng môn phái Tuyết Sơn. Hắn chẳng những để tiểu cô nương kia phải lột chân chuông, còn muốn chặt đứt hai tên nhà đầu một đầu cánh tay một cái đùi. Về sau hắn đến Trường Lạc Bang làm bang chủ, càng là đã dâm ô không ít các nữ nhân. Ngay cả lão bà phu nhân của bang chúng cũng không hề buông tha. Nhưng vận mệnh đúng là trêu cợt, đó chính là lại có một nữ nhân đình đình đàng đàng giỏi giang xinh đẹp, đối với hắn vẫn khăng khăng một mực trung tình. Người thứ 8 là Điền Bá Quang. Đây là nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trong thời đại Tiếu Ngạo, hư tình giả ý thì Điền Bá Quang là một nhân vật thẳng thắn tiêu sái còn có chút khôi hài. Rất nhiều độc giả đều thích một phần tạo hình này của Điền Bá Quang. Nhưng Điền Bá Quang quả thật là một tên đạo tặc hái hoa, đã hãm hại qua không ít nữ nhân. Lại nói về tên dâm tặc xui xẻo nhất trong Kim Dung, có lẽ cũng chính là hắn. Điền Bá Quang bản thân liền là một kẻ mê luyến nữ sắc. Nửa đời trước hắn có thể nói là đã hưởng dụng rất nhiều mỹ nữ. Thế nhưng là từ khi gặp Nghi Lâm thì vận xui xẻo của hắn đã bắt đầu. Đầu tiên là bị Lệnh Hồ Sung lừa thành đồ đệ của Nico, sau đó lại xui xẻo làm tới hòa thượng. Là hòa thượng còn không thể làm hòa thượng phá giới, chỉ có thể làm hòa thượng thái giám. Đã làm thái giám còn không được Kim Dung cho luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Suốt ngày đối mặt với mỹ nữ Nico, đúng là một việc vô cùng khổ sở. Người thứ 9 chính là Mã Phu Nhân. Đây là một nữ nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Thiền Long Bát Bộ. Mã Phu Nhân là thê tử của trưởng lão cái bang Mã Đại Nguyên, cũng là một trong những vị tình nhân của Đoàn Chính Thuần. Tự phụ bản thân có tuyệt thế mỹ mạo, thiên tính phóng đãng, cùng Bạch Thế Kính, Toàn Quán Thành và một số võ lâm nhân sĩ đều có tư tình. Tại Lạc Dương Bách Hoa Hội, chỉ vì Kiều Phong không để ý đến mình mà sinh lòng oán hận Kiều Phong. Rất nhiều người đều nói Mã Phu Nhân đã gian díu với gần nửa cái bang, tựa như là mèo tiến vào ổ chuột. Mọi người có thể tưởng tượng tất cả nam nhân đều hẳn là quỳ dưới gấu váy của nàng ta. Tuy nhiên cuối cùng Mã Phu Nhân đã bị A Tử đánh gãy gần tay gần chân, rạch nát khuôn mặt xinh đẹp mà bà ta luôn lấy làm kiêu ngạo. Cuối cùng để cho bà ta tự soi gương, Mã Phu Nhân nhìn thấy khuôn mặt của mình ở trong gương liền tắt thở chết ngay tại chỗ. Người cuối cùng đó chính là Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình là một nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Thần Điều Hiệp Lữ và cả Anh Hùng Dạ Điêu, vốn thuộc về Toàn Chân Giáo. Trong tiểu thuyết Dạ Điêu thì ông được miêu tả là đệ tử của Khưu Sứ Cơ và rất được sư phụ yêu quý, cũng chính là người tới Mông Cổ để nhắc Quách Tĩnh về cuộc cá cược tỷ võ với Dương Khang tại lầu Yên Vũ. Trong tiểu thuyết Thần Điều Hiệp Lữ, ông được miêu tả là một đệ tử thật thà, cũng là người có thiên phú cao nhất trong số các đệ tử đời thứ ba của Toàn Chân Giáo, được bồi dưỡng để sau này sẽ trở thành trưởng môn của Toàn Chân. Là người tu đạo nhưng Doãn Chí Bình lại mê đắm sắc đẹp của tiểu long nữ, lợi dụng thời điểm tiểu long nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt đã dâm ô người trong mộng của mình. Về sau vì hối hận nên đã tự vẫn dưới kiếm của tiểu long nữ. Doãn Chí Bình trong nguyên tác cũng có thể được tính là một người tốt cương trực, không có chà đạp hãm hiếp nhiều nữ nhân như Thạch Trung Ngọc hay Điền Bá Quang, nhưng vẫn bị các độc giả xưng tụng là đệ nhất dâm tặc trong kiếm hiệp Kim Dung. Chỉ với một lẽ rất đơn giản, Doãn Chí Bình đã làm nhơ nhuốc tiểu long nữ, là một nữ chính thuần khiết được vạn người say mê. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Để tiếp tục theo dõi những cái nội dung như thế này thì các bạn hãy vào phần danh sách phát và chọn đến mục phân tích kiếm hiệp Kim Dung. Ngoài ra thì các bạn hãy truy cập vào cái nhóm Thần Thoại Trung Hoa, tí nữa mình sẽ ghim ở phần bình luận và có trong phần mô tả của video này, thì các bạn hãy vào nhóm đó, chúng ta cùng bàn luận về các câu chuyện liên quan đến vấn đề cổ trang như thần thoại kiếm hiệp Kim Dung hay là kiếm hiệp Cổ Long Phong Vân vân vân. Tất cả những câu hỏi mà các bạn muốn mình làm hay những cái chủ đề nào các bạn muốn mình thực hiện cái video đó thì các bạn hãy vào trong group này, chúng ta cùng bàn luận và chúng ta cùng làm những cái video liên quan những vấn đề mà chúng ta mong muốn. Có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.